Mọi người ăn ngon là phải lăn vào bếp các bác ạ. Hello mọi người, mình là Itipi đây. Hôm nay quyết định trổ tài vào bếp nấu cơm cho cả nhà. Mà tôi thấy ở tủ lạnh có cái gì thì tôi cứ tận dụng cái đấy thôi. Cái món cơm rang này chắc chắn là không thể thiếu tỏi và hành rồi. Càng nhiều tỏi hành thì nó mới càng thơm. Cũng may là tủ lạnh nhà mình còn hai cây lạp xưởng thì nên tận dụng luôn. Và một nồi cơm nguội vào buổi trưa mọi người chen hết. Cái gói rau củ hỗn hợp này thì tôi mua ở Vinmart ấy mọi người ạ. Đấy, có cái gói này tiện ghê. Bình thường cái gói này là hay làm trong mì trộn đây này. Tôi sẽ vớt nó ra sau khi luộc chín. Về phần thịt xay thì mình tẩm ướp với cả dầu hào nha, với một chút gia vị và mì chính. Bạn nào mà muốn thịt mềm thì cho thêm ít dầu ăn nhé. Trộn đều hỗn hợp lên và tôi để đó trong vòng 5 phút. Bắc bếp lên và cho dầu ăn vào. Chỗ này tôi cho hơi nhiều dầu nè. Cho nhiều hành khô với cả tỏi vào. Trời ơi, nó thơm nhất cái nách luôn nha các bác ạ. Đảo đều nha, không nó cháy với cả nó thơm lắm. Cho hỗn hợp thịt lợn vào và xào nó lên thôi. Mọi người đảo đều đến khi nào thịt nó săn lại như thế này là được nè. Cuối cùng là tôi sẽ đổ cái hỗn hợp rau củ với cả lạp xưởng vào. Đảo đều nó lên và sẽ được một cái hỗn hợp chín như thế này nha. Lại phải đổ các em ra đĩa để cho em cơm vào chảo đây. Cái nồi cơm nguội này nhà tôi nhiều cơm phết nên tôi chỉ dám cho một nửa. Đảo đều cơm lên này xong rồi cho trứng vào. Ban đầu tôi chỉ dám cho 2 quả thôi, nghĩ là đủ rồi. Về sau thấy không đủ vàng ấy nên tôi cho thêm 1 quả nữa là 3 quả. Bắt đầu cơm nó vàng như thế này thì mọi người nên cho xì dầu vào, nó dậy mùi thơm dã man. Xong rồi đổ hỗn hợp vào này. Đấy, đây là bước gần xong rồi. Chúng mình chỉ cần đảo đều lên và cho một ít hành lá vào là xong rồi. Thưởng thức thôi các bác ơi, tôi ăn kèm với cả kim chi này. Bác nào mà làm thành công món này nhớ comment cho tôi biết nhé.